Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm giỏ bánh bao Đài Loan nha. Trong video này thì Diễm cũng chia sẻ rất là kỹ cái cách mình cán bột, đồng thời là mình hấp làm sao để cho cái bánh của mình khi hấp xong nó mướt, nó mịn, nó xốp và nó không có bị sần vỏ đó. Thì cách làm công thức bột rất là đơn giản, không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm vỏ bánh bao Đài Loan này với Diễm nha. Mình sẽ nhồi bột bằng máy đó, cho nên Diễm sẽ cho 170g sữa tươi không đường nha vào trong cái âu quết bột luôn. 4g men nở không cần kích hoạt mình cho vào trong sữa. Tiếp theo là Diễm sẽ cho 45g đường cát mình rải đều ra nha. Cái đây là cái bột mà Diễm sẽ dùng thì mình làm bánh bao để cho cái bánh nó trắng nó mịn thì mình nên dùng cái bột có hàm lượng protein thấp hoặc là bột làm bánh bao. Còn nếu mà mình không có bột làm bánh bao thì mình có thể pha 1 phần 2 bột bánh mì và 1 phần 2 bột bánh. Bột bánh tức là cũng là bột mì luôn nhưng cái lượng protein nó thấp hơn ha. Thì Diễm sẽ cân vô đây 300g bột làm bánh bao đó, hay là gọi là bột protein thấp. 1g muối cho cái vỏ bánh của mình nó đậm đà hơn. 10g dầu giúp cho cái bánh có độ xốp và độ mềm. Rồi Diễm cho vô trong máy Diễm nhồi nha. Diễm bật máy lên thì máy của Diễm nó công suất nó cao nên Diễm sẽ để là số 1. Thì mình nhồi ở cái tốc độ thấp này nè, khoảng 8 phút là được. Thì máy nó nhồi sau khoảng 7-8 phút mình nhìn vào mình thấy cái khối bột của mình nó chắc lại, nó dẻo và nó không còn kiểu như những cái bột mà lần sần á. Thì là mình tắt máy để Diễm cầm cái khối bột lên thì Diễm nhồi đúng 8 phút luôn á. Cái bột cầm vào nó sẽ mềm á, khi mình ấn á, thì cái độ đàn hồi nó cũng không có nhiều nữa. Quan trọng là cái bột nó kết dính lại với nhau á, tại vì nếu mà mình nhồi tới khi mà cái bột nó đàn hồi nhiều thì cái vỏ bánh bao nó sẽ dai và cái đó mình rất là khó tạo hình. Thì mình lấy bột ra lên mặt phẳng á, và bây giờ mình cán bột liền luôn, mình không cần ủ bột nha. Mình cán ra làm sao cho cái miếng bột á, nó mỏng khoảng cỡ từ 8 cho tới 8mm hoặc là 1cm cũng được. Sau đó mình sẽ gấp cái bột lại, mình lật nó trở lên và mình cán tiếp. Thì cái cách cán này á, giúp cho cái vỏ bánh bao của mình nó mướt nè ha, đồng thời nó cũng trắng hơn nữa. Thì có nhiều bạn hỏi sao cái vỏ bánh làm nó trắng, thì cái kỹ thuật mà cán bột, cán và xếp như vậy nè giúp cho cái bánh của mình nó mướt, nó mịn và nó trắng hơn. Mặc dù á, cùng một loại bột nhưng mà nếu mình không làm như vậy thì nó sẽ không trắng bằng ha. Rồi Diễm lại xếp lần thứ hai đó, mình chỉ cần làm hai lần như vậy hoặc là ba lần cũng được thì cái vỏ bánh của mình nó sẽ đẹp hơn nhiều lắm. Diễm làm được hai lần á, bây giờ Diễm cán cái bột ra thì cái chiều dày của nó là khoảng cỡ từ 5 cho tới 8mm ha. Còn nếu mà mình thích ăn cái vỏ bánh dày hơn á, thì mình cán dày hơn, nhưng mà Diễm thấy như vậy là nó rất là vừa. Đó, Diễm quay gần. Thì mình cán xong rồi mình dỡ lên thử xem là bột mình nó có bị dính ở dưới cái miếng cán, cái mặt phẳng hay là cái miếng lót không nha. Diễm dỡ lên hết. Rồi bây giờ Diễm mới dùng cái dòng này nè để mình cắt cái bánh ra, thì cái đường kính của nó là 8cm. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng cái chén hoặc là cái ly hoặc là cái lon gì cũng được ha. Thì dưới cái lượng bột này Diễm làm thì được là 16 cái. Mình cắt ra hết rồi. Cái bột dư này thì mình bóp nó lại và mình lấy màng bọc thực phẩm mình bao lại để nó không có bị khô nha. Rồi mình xếp mấy cái này xong mình sẽ quay trở lại với cái cục bột đó. Thì bột á, mình sẽ mở lên mình lật ngược lại ha. Đó, lật ngược lại như vậy. Và ở đây Diễm có một muỗng canh dầu ăn nè. Diễm sẽ thoa một cái lớp mỏng dầu ăn lên trên cái mặt bột để giúp cho khi mà mình kẹp cái bánh lại hấp xong mình mở ra được dễ dàng hơn. Một lớp dầu mỏng ha. Sau khi thoa dầu rồi á, thì Diễm sẽ gấp cái bột lại làm đôi. Mình ấn xuống nhẹ nhẹ và mình dùng cái cây cán bột á, mình cán theo cái chiều dọc của miếng bột cho nó dài ra hơn tí xíu. Tại vì nếu mà mình không cán như vậy á, cái lúc mình hấp xong á, thì cái bánh của nó giống như là nó không có được dài lắm á. Mình cho nhân đồ vô rất là khó. Đó, như vậy là được. Rồi mình lót vào một cái miếng giấy nướng bánh á, mình để mình ủ. Cái cục bột hồi nãy á, sau khi mà mình lấy ra còn dư á, mình để nó nghỉ tí xíu thì cái độ co giãn của nó giảm bớt á, mình cán nó dễ dàng hơn. Nhớ bọc lại nha, cái này Diễm không bọc thì nó hơi bị khô nè. Rồi mình tiếp tục mình cán mỏng ra rồi mình cắt thành những cái vòng tròn ha. Cục bột dư lại mình lại bỏ vô trong cái bịch ni lông hoặc là màng bọc thực phẩm đó, mình để đó. Mình làm xong cái này làm tiếp.
Đó, vậy là Diễm đã làm xong được 16 cái rồi. Thì mình sẽ lấy một cái khăn á, mình đậy lại và mình mang đi ủ. Thì tại vì nhà của Diễm mát á, nên Diễm cho vô trong lò nướng, Diễm bật nhiệt độ 30 độ C và mình sẽ ủ cho nó nở gấp đôi. Thì thời gian á, từ 60 cho tới 90 phút tùy cái men của mình, rồi tùy cái nhiệt độ đó. Diễm ủ cái này á, là 90 phút nè, để Diễm mở lên. Đó thì nó đã nở gấp đôi. Mình kiểm tra bánh bột nở đạt á, bằng cách là mình nhấn vào cái bột, có nhấn nhẹ tha. Đó, mình thấy nó có cái độ đàn hồi và cái mặt bánh này nó sẽ hơi khô nha. Đó, như vậy là được. Thì bây giờ mình sẽ mang đi hấp. Thì khi mà xếp vào cái xửng hấp á, mình nên chừa cho nó một có một cái khoảng á, đừng xếp gần quá thì có thể nó nở ra, nó bị dính vào nhau không có đẹp. Về nước á, để hấp cho bánh nó ngon thì em có lưu ý là mình chế 1 phần 3 so với cái nồi hoặc là cái chảo của mình thôi nha, mình không có chế nhiều. Và mình bật bếp lên á, mình sẽ thấy nước nó sủi tăm lên thì nhiệt độ nó khoảng cỡ từ 60 cho tới 70 độ C á, không phải là sôi sùng sục ha. Rồi mình cho cái xửng hấp vào, mình hấp liền. Thì cho xửng hấp vào mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình, và từ lúc này á là mình sẽ tính 8 phút. Thì sau 8 phút á, bánh mình nó chín. Bánh chín rồi á, thì Diễm sẽ tắt lò và mình để bánh ở trong lò trong cái xửng hấp như vậy thêm 5 phút nữa ha. Mình mở cái nắp của cái xửng á, hé hé ra như vậy nè, do cái cho cái hơi nước nó bay ra bớt á, tại như vậy á, giúp cho lúc mà mình mở ra nó không giống như không có bị sốc nhiệt á, thì cái bánh nó vẫn căng căng tròn, nó mịn rất là đẹp. Hay đó, đây là Diễm đã hấp xong rồi nè. Vậy để Diễm quay gần nha. Cầm cái bánh lên nó thì nó rất là nhẹ. Cái mặt bánh thì mướt mịn ha, mình ấn vào rất là mềm luôn và xốp nữa. Để Diễm mở ra ở bên trong. Thì do mình có chát dầu vô ngay giữa đó nên là lúc mình mở ra, mình chỉ cần nếu mà nó hơi dính thì mình lấy dao mình cắt ra tí xíu thôi, ở trong rất là xốp, mềm và xốp. Cái công thức này mình không có sử dụng bột nổi. Và vì vậy nên mình phải ủ lâu hơn tí xíu đó, nhưng mà Diễm thấy nó rất là ngon, dùng bột nổi nhiều cũng không có tốt. Cái bánh này khi ăn á, thì mình cho nhân vào, mình có thể cho nhân xá xíu nè ha, mình cho nhân thịt gà, và Diễm sẽ làm tiếp một cái video để làm cái nhân mà thịt ba rọi mà nấu mềm xong chiên nên cho giòn cũng rất là ngon. Cái bánh này á, mình dùng để ăn sáng, ăn trưa hoặc đãi tiệc á, mình làm từng cái như vậy, mình để cho mỗi người một cái nhìn cũng rất là hay. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh bao Đài Loan này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.